Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi lại có dịp xuống phố Bèo Lè. Chúng tôi có ngay anh Lãng Nguyễn đang đứng bên cạnh chúng tôi đây. Trước hết xin chào anh Lãng Nguyễn ạ. Mến chào Hưng Yên. Dạ vâng. Dạ, và mến chào quý khán giả đang xem chương trình của đài cũng như quý khách hàng của công ty Direct. Chúng ta đang đứng trong cái khu bàn ăn. Có phải hôm nay là anh muốn giới thiệu về mặt hàng bằng những kiểu bàn ăn mới cho đồng hương không hay sao mà anh chọn cái chỗ địa điểm này ạ? Đúng rồi Hưng Yên, thì Hưng Yên biết lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh thì hai cái mùa lễ này là rồi tiếp theo sau đó là Tết Việt Nam nữa, là bà con mình quay quần trong nhà, trong phòng ăn ha, phòng ăn xong rồi mới ra phòng khách chơi tiếp đúng không? Thành ra nếu mà nhà cửa mà không có bộ bàn ăn cho nó coi cho nó được thì thấy cũng hơi buồn. Mình làm cả năm mà ngồi có mấy dịp anh em tập trung lại nấu ra những món ăn ngon phải không? Chia sẻ những ly rượu hoặc là những chai bia. Thì cái nhìn có quan trọng lắm, ngồi thức ăn ngon, ngồi anh em vui vẻ rồi còn có cái khung cảnh phải tốt, khung cảnh mình ngồi lên cái ghế cho nó êm, ngồi lên cái bàn cho nó lịch lãm một tí. Nếu mà Hưng Yên đi lựa bàn, lựa ghế mà Hưng Yên tới một cái nơi mà nó chỉ có 3 cái bàn, 5 cái bàn thì làm sao mà lựa đúng không? Thì hên nó trúng vừa cái ý của mình thì nó dễ, chứ còn nếu mà mình chọn lựa thì càng nhiều càng tốt. Càng nhiều chọn lựa thì càng tốt. Chính vì vậy mà Hưng Yên biết mình đang đứng ở đây là khoảng 60 bộ bàn ghế khác nhau đang được trưng bày, kích cỡ khác nhau, từ bàn đá cho tới bàn kiến cho tới bàn gỗ, rồi ghế thì cũng phải là 30-40 kiểu khác nhau ở đây để cho khách lựa. Mà nghe nói bàn đá marble này kia hồi xưa mắc lắm, nhưng mà bây giờ thật sự Hưng Yên nó rẻ lắm. Cái trend bây giờ người Việt Nam mình là 10 gia đình vô đây là 8 gia đình lựa bàn đá rồi. Còn 2 gia đình kia thì người ta chia sẻ cái bàn kiến với cái bàn gỗ. Thì cái bàn kiến đó thì có một cái nhìn nó cũng sang cũng đẹp, nhưng mà nó để lại dấu tay. Thì phải siêng năng, phải chùi hồi thì nó mới đẹp. Chứ còn cái bàn gỗ thì bà con sợ trầy. Cho nên ngồi ăn mà cứ lót 3 lớp khăn thì còn đâu thấy cái bàn của mình nữa. Còn cái bàn đá sướng cái là để đồ nóng cũng không sợ. Không sợ nứt, không sợ gì hết. Rồi có bỏ cái chén, cái đũa mạnh xuống, kéo cái dĩa chút xíu thì nó cũng không khó trầy lắm. Thật sự là khó trầy. Từ khi nào mà cố tình kia thì nó mới bị trầy. Cho nên là cứ 10 người vô đây là 8 người lựa bàn đá rồi. Chính vì vậy mà Hưng Yên thấy trong cái khung cảnh của mình ngay ở đây là mình có trên 10 mẫu bàn đá. Riêng bàn đá không là 10 mẫu khác nhau. Màu sắc khác, từ màu beige cho tới màu gray, rồi hình tròn, rồi hình rectangle, rồi bàn ngắn, rồi bàn dài, rồi bàn có cái đồ quay ở trên bàn như là cái lazy susan vô trong nhà hàng đi ăn đó. Thì đại khái là có đủ hết ở đây. Nói thật là nếu mà Hưng Yên đi lựa bàn thì Hưng Yên phải đi hết chừng tiệm Việt Nam thì đi hết 10 tiệm ở đây thì mới tập trung được tất cả những số bàn mà đang để ở đây. Thì thay vì vậy thì mình làm cha chỗ cho rồi cho nó khỏe đúng không Nghi? Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là làm sao biết được cái bàn nào là bàn marble xịn, bàn nào là đồ dở, nhiều cái mức độ khác nhau thì anh chia sẻ được không? Thì bàn đá marble đầu tiên hết đó là có bàn gỗ marble nữa, bàn gỗ rồi laminate ở trên đó. Cho nó nhìn cho nó giống marble, cái đó thì mình không bàn ở đây rồi, tại vì thật sự mình không nghĩ đó là chất lượng cao. Nhưng mà muốn mua thì mình vẫn có cái bàn đó, thì nó tầm trong vòng từ 500-700 đồng một cái. Nhưng mà cái bàn đá đó thì do từng hãng làm ra. Thì bàn đá marble ở đây là marble nhân tạo, người ta làm bằng cái công nghệ là xi măng đúc với lại keo, rồi ở trên đó là người ta finish bằng cái lacquer giống như là meca mỏng vậy đó, để cho nó chống thấm, ví dụ như đổ nước mắm hay này kia thì nó không thấm qua được. Rồi ở dưới cái bàn là người ta có support gỗ, cho nên là sức nặng ví dụ như 3-4 người mà đè lên cái bàn thì cũng không sao hết, nó không sợ bị bể. Chưa bao giờ thấy tình trạng mà bàn đá marble bị bể hết. Chỉ có một cái trường hợp là ví dụ như bàn này là bàn gọi là dùng indoor, dùng trong nhà, mà nhiều người họ không biết, họ đem cái bàn đá marble này ra sau vườn họ để triền miên ngày tháng nắng mưa, thì cái lớp lacquer ở trên á, cái lớp meca mỏng ở trên nó sẽ bị nứt ra. Mà khi cái lớp nó nứt ra thì nước nó sẽ thấm vô trong xi măng á, tại vì xi măng này là xi măng với keo, về cái một cái hợp chất giữa hóa chất
keo và xi măng làm thành cái miếng đá đó thì nó sẽ bị hư. Chứ còn nếu mà dùng trong nhà, dùng hoài thì nó không sao hết. Chỉ có một cái việc là nó hơi nặng thôi. Nếu mà mình dời dịch gì trong nhà thì nó khó. Nhưng mà Hưng Yên biết, Hưng Yên đi mua cái bàn về thì để đúng một cái điểm nào đó thì nó nằm mãi ở đó thôi, chứ đâu có ai mà ngày mai thức dậy cái buồn buồn cái muốn dời nó ra ngoài phòng khách ngồi. Thế vậy càng tốt phải không? Đúng rồi. Dạ vâng. Nhưng mà vấn đề là muốn hỏi thêm anh Lãng là như vậy có nghĩa là cái chất lượng nó tùy thuộc vào công ty. Thật sự á, nếu mà mình tới một cái địa điểm mua hàng giống như là công ty Direct rồi đó Hưng Yên, thì công ty Direct với cái kinh nghiệm của Lãng là gần 28 năm trong cái nghề furniture này rồi, thì Lãng đã tự mình chọn lựa một chất lượng tốt để mình bán, để mình giữ cái uy tín của mình. Cho nên là khách hàng mà tới đây mà những cái bàn mà công ty Direct mình đang trưng bày và đang bán thì yên tâm, không có sợ cái gì hết. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, ở đây thì chúng tôi thấy là những cái bàn vuông, bàn chữ nhật, bàn tròn rất là nhiều. Cái này hỏi riêng một chút thôi cho cá nhân Hưng Yên nữa. Thường xu thế bây giờ dùng bàn tròn hay bàn dài đẹp hơn ạ? Nếu mà thật sự mà để ở breakfast room đó thì nên để bàn tròn, vừa ngồi được nhiều người mà vừa vớ tay lại thức gấp đồ ăn dễ hơn. Tại vì cái bàn dài á, ví dụ như Hưng Yên trình bày ra một bữa ăn, bữa tiệc, một món thức ăn, thì nếu mà Hưng Yên để đầu này á, thì đầu kia họ không gấp được, hoặc là để ngược lại. Thành ra phải một dĩa thức ăn đó phải làm ra thành hai dĩa để hai đầu. Thành ra nó trình bày nó hơi phiền phức cho phụ nữ chút xíu. Cho nên là, nhưng mà cái phòng dining room á, cái phòng mà đãi tiệc khách á, thì mình để cái bàn tròn thì nó lại không được. Thì thường thường cái phòng đó nó dài. Còn cái phòng breakfast á, phòng mà mình ăn thường xuyên á, thì cái phòng đó thường thường nó vuông, thì mình để cái bàn tròn là nó tiện hơn. Anh chỉ Yên một số và như khán giả một số loại đi, để mà thấy được là nó đẹp và nó chắc như từ loại nào khác nhau ra làm sao được không anh? Được không Yên? Bây giờ cái loại trước đi, loại tròn đi ha. Cái loại tròn. Cái này thật sự á, là màu sắc á là mới nhất bây giờ. Màu này là màu grey ngã qua màu taupe. Sang quá ha. Đúng rồi. Thì bây giờ Hưng Yên thấy Hưng Yên đi nhà mới rồi này kia, thì Hưng Yên thấy cái tông màu này. Cho nên cái bàn đá marble mà màu beige giống như hồi xưa thì bây giờ họ ít có dùng rồi. Bây giờ họ chuyển qua màu này. Thì ở trên thì Hưng Yên thấy có cái Lazy Susan này. Cái này thì nó đi theo cái bàn luôn. Nó cũng là một miếng đá luôn. Rồi cái này cũng là đá luôn ha. Rinh lên thì hai người rinh thì mệt lắm, nặng lắm, phải work out rồi thầy kia dữ lắm cái bằng khiên mới được. Đó thì nó dày khoảng 1 inch tới 1.5 inch cái mặt đá này nó đúc. Thì Hưng Yên có để bất cứ cái gì lên trên này thì cũng không sợ gì hết. Nóng cũng không được. Nóng cũng không sao hết, chỉ trừ khi nào Hưng Yên bực mình cái gì đó lấy cái búa đập cái rầm thì nó mới bể thôi, chứ còn nếu mà xài thường xuyên thì cái bàn này không bao giờ bị cái gì hết. Thì cái bàn này là 59 inches bề ngang, gọi là bàn này là bàn ngồi từ 8 tới 12 người được. Và thông thường trong nhà 6 người là thoải mái. Cái loại này là loại thuộc dạng xịn chưa anh? Bàn đá này là một trong những loại tốt nhất bây giờ đây. Chúng tôi nghe anh Lãng nói là loại một trong những loại tốt nhất bây giờ đang ở đây đó. Thực ra cái nhìn cái màu này, quý vị thích cái tông màu mà không có nổi chói thì đây nó vừa lắm. Nó rất là đẹp. Nó cũng có những cái màu sáng này, anh nổi, nó hòa quyện lại. Hưng Yên biết sắm cái bàn này trong nhà, thật sự cái bàn này xài 10, 20 năm. Không có hư. Không thấy cũ đi. Không bị gì hết, không thể nào mà nó bị gì, trừ khi nào như Lãng nói nó lấy búa đập bể thôi, chứ còn xài bình thường thì sắm một lần xài cả đời đó. Cảm ơn anh Lãng với cái bộ bàn này rất là đẹp, kính thưa quý vị, màu rất sang. Phải nói là anh Lãng chọn bộ này để trưng bày, chọn về chúng tôi nghĩ là bán rất là nhanh, rất là đẹp. Chúng tôi tiện thể chúng tôi nhờ anh Lãng chia sẻ luôn cái bộ bàn vuông này. Bộ bàn vuông này là cái màu này, cái nhà mà quý vị mà sơn màu vàng, màu đậm đậm vàng vàng đó là rất là hợp, thưa anh. Đúng rồi. Cái này thì có khác loại bên này không anh? Cái loại này với cái kia là khác hẳn với nhau. Bàn vuông này thì có một cái là nó dày hơn cái bàn kia. Cho nên khi mà khiêng thì nó nặng hơn. Nhưng mà đồng hương mình thích nặng không thích nhẹ đâu anh. Thì không sao, phải không? Miễn sao khiêng vô nhà được là được rồi, phải không? Cái này Hưng Yên đồng ý đó. Hưng Yên mua mà cái đá mà nhẹ quá, mình cứ thôi cái đá này nhẹ quá hình như không tốt. Cái này là cái tư tưởng nó có đúng không ạ? Tư tưởng nó cũng đúng chứ, thì cái độ nặng của nó độ nặng nó nói lên cái chất lượng của nó nữa. Hưng Yên nói đúng rồi, nếu mà mỏng manh quá thì nhiều lúc khiêng cũng sợ nữa. Khiêng mà hai người khiêng không đều tay, rung một cái nhiều lúc nó nứt. Còn nặng như vậy, dày như vậy thì nó
sức chịu đựng nó tốt hơn. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang đứng trong một cái thế giới của bàn ăn marble từ tròn cho tới dài, được trang hoàng rất là đẹp. Chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội để mà chúng ta có tiệc tùng sắp tới. Đó, để mà chúng ta có bạn bè tới để chiêm ngưỡng cái bộ bàn ăn cũng như căn nhà của chúng ta. Chúng tôi Hạnh Lãng có điều gì muốn chia sẻ phải không ạ? Hân Yên dùng cái từ thế giới của bàn ăn đó, Lãng thấy Hân Yên dùng quá chính xác luôn, Lãng nói thật. Tại vì khi mà Lãng đi show để lựa bằng đá đem về đây trưng bày đó, thì Lãng đi cái show này gọi là cái Las Vegas World Market Consent, một năm có 2 lần. Thì tất cả những cái hãng lớn người ta đều mang mặt hàng tới đó trưng. Mà Lãng đi show một tuần lễ là 6 ngày, là ngày từ sáng tới tối Lãng đi liên tục. Chứ Lãng qua Vegas, nhiều người bạn kêu ô đi Vegas chơi vui, tưởng là đi đánh bài, nhưng mà thật sự Lãng không có chơi đánh bài. Thì Lãng đi lựa đồ, thì Lãng tất cả những cái gì mà về bằng đá lớn, đẹp mà affordable thì Lãng đều mang về đây hết rồi. Cho nên quý khách không cần phải đi đâu xa hết, tới đây một lần tìm cái bàn đá chắc chắn sẽ tìm được. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là anh Lãng những điều gì mà quý vị tới, quý vị thấy, chúng tôi rất thích khi đứng trong một cái, phải nói là một không gian mà tôi nói là thế giới của bàn ăn marble cũng như một số những loại khác. Rất là đẹp, rất sang trọng, và đặc biệt trong mùa lễ Thanksgiving, chúng ta có tiệc tùng bạn bè đến để chúng ta có dịp để show căn nhà chúng ta đẹp chứ phải không ạ? Đôi khi lâu lâu mới có khách tới nhà mà chúng ta cũng phải có, đôi khi cũng phải có mặt mũi, ai cũng phải thích cái đẹp, ai cũng phải thích từ sự khen ngợi, phải không anh Lãng? Đúng rồi, Hân Yên. Dạ, bây giờ chúng tôi muốn qua phòng khách một chút. Đôi khi phòng ăn rồi thì ăn xong chúng ta tới phòng khách ngồi, thì không biết là anh Lãng có một số cái bàn phòng khách nào, sofa nào đặc biệt để giới thiệu chúng ta. Mời quý vị qua bên gian hàng của sofa. Mời anh Lãng. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi dịch chuyển tới khu toàn là sofa không, và đang ngồi lên một bộ sofa nhìn màu kem này rất là sang. Nhưng mà để hỏi thêm anh Lãng thử là cái da này là thuộc loại da gì. Cái này thực sự chúng tôi cũng không hiểu nhiều lắm khi mà cái chất lượng của da đó. Thì xin trở lại với cái khu sofa. Thì trước hết hỏi anh Lãng là trong mùa lễ này là anh nhập biết bao nhiêu bộ đồ sofa, bộ sofa mới về ạ? Mình chuẩn bị, Hân Yên, mình chuẩn bị trên 100 bộ sofa cho cái tháng 11 với tháng 12 này. Hân Yên ngồi đây, Hân Yên rất thích bộ này. Nhờ anh Lãng chia sẻ cái bộ này là như thế nào? Thì Hân Yên biết không, hãng này là cái da của nó, chất lượng của nó là chất lượng cao, loại top grain á, mà da là da của Ý. Thì cái bộ này Lãng đặt hàng á, thì nó có 1, 2, có 3 cái seat này là mình nằm ra được luôn. Đẩy ra, nằm đưa ra gác chân. Cái trend bây giờ là người ta thích recliner. Thì cái bộ sofa này là recline được. Thứ nhất, thứ nhì nữa là da là loại da xịn luôn đó. Thì trong cái mùa lễ như vậy đó, thì mình tặng cho khách hàng tới 1.000 đồng để người ta mua một cái bàn. Thành ra nếu mà mua bộ sofa này thông thường đó, thì ví dụ như 6.000 đồng chẳng hạn, mà bây giờ thì được tặng là 1.000 đồng để mua bàn ăn. Cái này thì hỏi thêm anh Lãng một chút. Anh Lãng hay giới thiệu là của da Ý. Da Ý là tốt nhất hả? Đúng rồi, Ý thì nước Ý thì người ta từ xưa tới bây giờ cái công nghệ thuộc da đó, tức là công nghệ làm da ra, là công nghệ tốt nhất trên thế giới bây giờ. Ngay cả những cái bộ sofa mà được làm từ Trung Quốc hoặc là được làm từ những nước khác, nhưng mà muốn chất lượng tốt người ta cũng phải nhập da Ý qua rồi người ta làm ra bộ sofa. Thì mới được cái chất lượng tốt. Tại vì nếu mà bộ sofa mà cái da của nó không tốt đó Hân Yên, giống như áo quần mình mặc á, thì Hân Yên thấy chừng 2 năm, 3 năm là nó hư rồi. Mặc dù ở trong nó không hư nhưng mà da ở ngoài nó hư. Cho nên muốn mà một bộ sofa mà xài được 10, 20 năm á, thì phải dùng da Ý. Thì cái tiêu chí tốt là tiêu chí gì? Dày hay là da của Ý, hay là da thật, hay là da tổng hợp, hay là cái gì để mà tiêu chí đầu tiên để mình đánh giá là da tốt? Cảm ơn Hân Yên. Thì đầu tiên hết, da đó, cái lớp trên cùng đó, là lớp tốt nhất của da. Lớp trên cùng là, tại vì da khi mà một miếng da đưa ra đó, thì người ta làm ra nhiều layer, nhiều lớp khác nhau. Cái lớp trên cùng người ta gọi là top grain. Tức là tiếng Anh top grain, thì tiếng Việt là cái lớp da trên cùng hết. Thì cái độ dẻo dai nó có. Rồi cái lớp da thứ nhì kế bên đó, là gọi là split. Split tức là cái lớp dưới đó. Thì cái lớp đó thường thường người ta cũng là da thật, nhưng mà người ta chỉ dùng để ẩn sau hoặc là để bên hông, chỗ nào mà không có bị kéo giãn nhiều á,
Tại vì cái lớp đó nó không cái không có khả năng stress co giãn đàn hồi, cho nên nếu mà cái lớp split đó mà bỏ lên trên này á, thì mình đụng vô mình cũng biết là da thật, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ bị nứt nhanh hơn. Và thứ ba nữa đó là da nhân tạo. Da nhân tạo đó thì người ta dùng da thật, người ta xay ra thành bột đó, người ta gọi là bột da, rồi người ta trộn với lại hóa chất mà polyester đó, thì người ta làm thành một miếng giống như là da thật vậy đó. Nhưng mà lâu ngày khoảng 2, 3, 4 năm đó, thì cái chất lượng đó, nó sẽ bị tróc lên giống như là từng lớp bánh tráng lột ra như vậy. Thì quan trọng là khi mà cái người đi mua hàng, đi chọn mặt hàng, đầu tiên hết là phải gặp cái nơi bán hàng mà họ nói thật cho mình biết. Tại vì họ phải nói thật thì cái người mua hàng mới biết. Chứ còn với cái khả năng để mà định chất lượng của người bình thường, tại vì một cả đời người ta chỉ đi mua một, hai bộ sofa hoặc nhiều lắm là ba bộ sofa cả đời mình đó Hưng Yên. Chứ đâu có phải là chuyện hàng ngày đi chợ mua cá. Ví dụ như vợ của Hưng Yên đi vô chợ nhìn con cá, nhìn con mắt của nó là biết nó tươi hay là không liền. Tại vì cái chuyện đó là chuyện hàng ngày rồi. Ngày nay mình không lựa được, ngày mai là mình học được kinh nghiệm rồi. Thấy không? Còn da đó thì nó như vậy. Và ngoài cái bộ ghế sofa ra, ngoài cái da ra, nó còn cái lớp dưới của cái da là cái loại foam. Thì cái loại foam mà tốt á, thì nó mới có mới nó giữ được cái độ êm lâu, còn không nó từ từ nó sẽ xẹp xuống. Thì những cái hãng mà nổi tiếng, ví dụ như hãng là Tuzi chẳng hạn, hãng Nicoletti chẳng hạn, hãng Dermaseal HTL chẳng hạn, hãng Nicolai chẳng hạn, đó là năm cái hãng làm da, làm ghế sofa da lớn nhất bây giờ mà công ty Direct của mình hân hạnh là được đại diện cho cả năm hãng luôn. Thì sofa mà làm ngay tại Ý cũng có, mà sofa làm của Ý mà làm tại Trung Quốc cũng có. Thì tùy theo chất lượng của người khách hàng muốn mua, mình có đủ hết, mình có đủ trên cái floor của mình, rồi mình chỉ cho khách để khách họ tự so sánh, họ có thấy là có đáng xài thêm cái số tiền đó không để được cái bộ sofa đó không. Đó là do người khách hàng chọn lựa chứ không phải là do mình. Cái này thì chúng tôi đang ở trong một cái nơi mà phải nói rất nhiều những cái loại sofa. Quý vị đến để mà có thể chọn lựa cho mình một bộ sofa trong cái thời gian mà được khuyến mại trong lễ Thanksgiving rất là ngắn, để mà chúng tôi muốn ghi nhận chia sẻ của anh Lãng Nguyễn. Là chúng tôi biết năm nay sang năm 2019 là đánh dấu 15 năm, một chặng đường mà không quá dài mà cũng không quá ngắn, tồn tại 15 năm trong lòng của cộng đồng người Việt chúng ta, của công ty Direct. Trong một chặng đường 15 năm, anh có vài chia sẻ một chút thành công cũng như những khó khăn mà được cộng đồng nuôi nấng. Cảm ơn Hưng Yên. Thì thật sự 15 năm là thời gian dài lắm Hưng Yên. Đối với Lãng thì Lãng thấy là nó hơn 35-40% cuộc đời của mình, cuộc đời sự nghiệp của mình. Thật sự cuộc đời của Lãng từ lúc qua Mỹ tới giờ thì nó mới bắt đầu là sự nghiệp làm ăn. Chứ còn trước đó ở Việt Nam thì đi học thôi. Rồi sau đó thì một giai đoạn đi vượt biên rồi này kia thì nó coi như mình đốt hết cũng 20 mấy năm rồi. Thì qua tới đây hên là được chọn và nghề này nó chọn mình. Chứ mình không có chọn nghề, nghề này chọn mình. Rồi vui nhất là được bà con thương. Đó, thì cho tới thời điểm bây giờ thì Hưng Yên tới tiệm của Lãng đã 13 năm nay rồi. Thì cứ mỗi năm, mỗi vài tháng Hưng Yên tới một lần thì Hưng Yên thấy có phát triển, đúng không? Giống như mình nuôi con mà nó có lớn đó là mình vui rồi. Thì cái mà mình được ngày hôm nay thật sự Hưng Yên biết là Lãng nghĩ là nhờ khách hàng thương. Chính là nhờ khách hàng thương. Cho nên là Lãng với lại anh em ở đây lúc nào cũng nghĩ tới những mấy cái chuyện, những cái việc lớn việc nhỏ làm cho cộng đồng mình vui, là mình tham dự vô những cái buổi tiệc đồ này kia. Cảm ơn anh Lãng Nguyễn. Và trong không khí lễ hội của mùa lễ tạ ơn, với một cái không khí là trong công ty Direct kỷ niệm đón mừng 15 năm. Cảm ơn anh Lãng Nguyễn. Lãng cảm ơn Hưng Yên đã đến đây và để mang những cái thông tin quý giá này tới cho khách hàng. Và Lãng cũng cảm ơn quý khán giả cũng như quý khách hàng đã theo dõi chương trình và cũng đã ủng hộ cho công ty Direct trong vòng 15 năm vừa rồi. Lúc nào Lãng cũng biết ơn và Lãng sẽ làm mọi việc có thể để mang tới cái giá thành thấp nhất cho những ai có nhu cầu về mua sắm nội thất hoặc là nệm.